ở Việt Nam á, có mà ở Long Xuyên ngay gần Mở Ba Lỗ Tẻ có ông Sư Dạng. Ông Sư Dạng cái ông này á, ông ngồi trên cái hồ sen á, thằng Vương biết cái lá sen nó mỏng không, mà ông ngồi mà lá sen không chìm á, tại mấy vị tu tiên như kiểu ngày Minh Thông Quang nữa là có thần thông hết à. Người ta ngồi hay người ta đi trên mặt nước thì ổng nghe sư phụ nghe cái em kể là thầy thu hồi xưa hay lớn chùa ổng nhớ trên đó, ổng cũng người đầu tiên có thần thông nhìn biết được sư phụ là ai cách đây mấy chục năm về trước. Ổng nói trong gia đình ổng nói thằng này nó dữ dằn lắm á, sau này ổng nói gì thôi mình đâu có biết nói gì đâu. Thì những người có thần thông người ta biết hết, cũng giống như sư Đẳng, ngày mất sư Đẳng tặng sư phụ một cái cuốn nhật ký cuốn kinh, lúc đó hồi chưa biết đọc kinh chứ biết tu vậy á, nói sau này á, là con cần cuốn này, bây giờ vẫn giữ nhẹ. Những cái người mà có huệ nhãn người ta khác người thường mình. Ở miền Tây bên Thất Sĩ là có huệ nhãn nhiều hơn là bên Đại Thừa, tại vì ta ngồi thiền á, còn bên Đại Thừa thì đọc kinh không à, còn nên là đi kêu người ta tu, còn bên kia là tu để có thần thông, dạng như bển giờ có nhiều người có thần thông. Vì hồi lên mạng chỗ này biết bao nhiêu rồi, cả bản có cả ngàn vị có thần thông á. Người có thần thông là Hòa Thượng Thích Thanh Từ á, cũng có thần thông á. Mấy vị đó chẳng lẽ không nhìn ra sư phụ là ai à? Định đồ cái này đổ dẫn chợ được không? Đang livestream bởi họ muốn biết thôi. Thần thông hay không thần thông, người ta nhìn người ta biết. Như người ta nhìn cái Hồ An, người ta nhìn cái đó là một chuyện, người ta nhìn cái mình làm cái gì. Như xung quanh mình nó có thiếu những người có con thấy rồi đó. Bắt nè, rồi hiện giờ ở nhà Phở có con nông nữa kìa. Ngồi xung quanh ngồi có 5-7 người vậy. Kiểu bắt